thì tôi màu cho bức tranh có hình một cô gái như thế này. Thế tiếp theo mình sẽ lấy màu xanh đậm để tô màu tóc cho cô gái này nha. Khi tô xong màu tóc thì tiếp theo mình sẽ tô màu áo nha. Cả màu váy mình cũng sẽ tô sơ le màu hồng nha. Tiếp theo là dùng màu xanh để tô các phần còn lại nha. Theo cái màu xanh này mình sẽ tô màu tắt. Theo đôi giày thì mình tô màu đen nha. Mình sẽ dùng màu da để tô nha. Tiếp theo là mình dùng màu hồng nước để tô phần môi. Sau khi tô màu xong thì mình cũng đã hoàn thiện được bức tranh này rồi nha. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Đến với video hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh có hình một cô gái tóc xanh như thế này. Và sau đây sẽ là video hướng dẫn chi tiết của mình, mời mọi người cùng theo dõi nha.